Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bữa trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là tay mở cửa trong của xe Suzuki 2005. Sản phẩm được sản xuất bởi tại Đài Loan anh em nhé. Tất cả các sản phẩm thì được kiểm tra kỹ càng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đây, anh em cùng nhìn này, đây chính là cái cấu tạo của chiếc tay mở cửa thì nó khá đơn giản. Chủ yếu được thiết kế bằng nhựa ABS cao cấp. Cái lúng tay của nó này thì sẽ được thiết kế với lò xo để chúng ta đóng mở cửa. Đây chính là cái phần để chúng ta gài vào trong cái hốc của cái táp bi đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái tay mở cửa trong của xe Suzuki Vitara 2005. Cảm ơn anh em đã cùng bữa trước thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.